Thông tin tiếp theo đến từ Tây Ninh. Công an huyện Tân Châu vừa triệt phá vụ án tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, bắt giữ người trái pháp luật và hủy hoại tài sản do Trần Huy Trương, trú tại huyện Tân Châu, cấu kết với Nguyễn Quốc Dương, Lê Anh Tú và Bùi Thanh Tâm, cùng huyện Tân Châu, đứng ra điều hành băng nhóm này hoạt động. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận Tâm là người rủ rê lôi kéo người dân ở các huyện Tân Châu, Tân Biên, Dương Minh Châu và thành phố Tây Ninh đến đánh bạc dưới nhiều hình thức đá gà hoặc lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Mỗi lần gầy xong, Tâm là người làm cái và làm trọng tài. Mức độ ăn thua mỗi ngày từ 50 đến 100 triệu đồng. Đối tượng Trương cùng Dương, Tú và một số đàn em đứng ra bảo kê và thu tiền bảo kê từ 500 đến 1,5 triệu đồng. Đồng thời, Trương còn cho những người đánh bạc cầm cố tài sản hay cho vay tiền với lãi suất là 60% một tháng hoặc 20% một ngày. Khi những người đến đánh bạc không còn tiền thì Trương và Dương cho vay và bắt phải viết giấy vay tiền, hẹn ngày trả nợ. Nếu đến hạn không trả thì chúng cùng đồng bọn bắt giữ người đưa vào vườn cao su của Lâm làm chủ, dùng còng số 8 khóa tay, đánh đập và yêu cầu người vay tiền tiếp tục viết một giấy nợ mới với số tiền nhiều hơn, thời gian trả tiền ngắn hơn. Băng nhóm này hoạt động khoảng từ tháng 8 đến nay, nhóm này đã bắt giữ trái phép 3 vụ. Hiện cơ quan công an huyện Tân Châu, Tây Ninh đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng, thu giữ một cây còng số 8, 12 điện thoại di động, 4 xe mô tô, 2 tờ giấy nợ, 1 sổ ghi chép nợ và 12 triệu 500 nghìn đồng.